Chú mặc áo nhìn rất là đẹp ha. Đó, chú là mặc một áo rất là đẹp đây, đủ màu hết. Đây đằng sau có hình của thầy Thích Minh Tuệ luôn. Chú ở gần đây không chú? Dạ. Chú nhìn giống tráng sĩ quá ha, tráng sĩ bên. Ôi, ngày mới Tuấn xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Tuấn Container. Hôm nay thì cái lịch trình Tuấn đi công việc ở bên quận Hóc Môn, quận 12 á. Sẵn là Tuấn đi ngang qua chùa Hoàng Pháp coi bữa nay như thế nào. Hồi trước Tuấn cũng hay chở hàng qua đây nè. Thì Tuấn đang đi ngang qua đây, là đây là trước đường. Hai bên đường là kẹt xe luôn nè. Hôm nay là ngày mùng 1 rằm nữa. Đó, chùa này thì cũng có một vị sư cũng rất là nổi tiếng. Thì cái khung cảnh ở đây cũng rất là đẹp ha. Đặc biệt là ở đằng trước là bán đồ Phật giáo rất là nhiều nè, đồ pháp phục nè, rồi quán ăn chay hai bên đường, một nguyên từ cái đầu đường để vô khi mà đường Dương Công Phi khi á, mình để vô là bắt đầu là hai bên đường là bán đồ ăn rất là nhiều luôn, rồi đồ vòng chuỗi nè, rồi quần áo Phật giáo nè, đồ ăn chay nè. Bây giờ vô tới đây là kẹt xe nè, hôm nay khá là đông nè. Mặc dù là những chùa khác vắng người nhưng mà đặc biệt chùa Hoàng Pháp này thì Tuấn thấy là rất là đông nha. Đó, đây cô chú anh chị xem nè, đây những người đang ngồi ăn chay nè. Đó, đó. Chay đó không? Đó, quá trời luôn. Ê, có bán đồ thầy Minh Tuệ kìa. Đâu? Đó, đó, đó. À, có đồ thầy Minh Tuệ nữa kìa cô chú anh chị. Đó. Bạn Trinh thấy sao? Thấy tới đây đông không? Dạ, đây quá đông luôn ạ. Lần đầu tiên em cũng tới luôn cả nhà. Bạn Trinh cứ nghĩ là chắc là vắng giống như chỗ những chỗ khác đâu. Dạ, kẹt xe luôn. Kẹt xe luôn này, bò nãy giờ vô nè. Con đường này. Nhưng mà trong này có chỗ đậu xe rộng lắm. À, vậy dạ. Đồ thầy Minh Tuệ. Đặc biệt ở đây là bán đồ rất là nhiều luôn. Đồ mặc nè, máy niệm Phật nè, đủ thứ hết. Áo dài thầy Minh Tuệ. Tượng Phật nè, cái gì cũng có hết. Trời ơi, kẹt luôn. Đông quá đông. Không biết vô nổi không nữa. Hình rất là đông luôn, kẹt luôn. Đồ pháp phục cũng đẹp quá à. Đúng rồi. Ôi, đường nhỏ mà. Ai nói chùa vắng đâu, đông nghẹt luôn à. Vắng không? Tùy chùa hay sao á. Đặc biệt chùa này rất là đông luôn cô chú anh chị nè. Đông nghẹt luôn. Hôm nay phải nói là vỡ trận rồi, quá là đông luôn. Chưa từng thấy. Đông quá à cô. Ở đây là ngày rằm là đông lắm hả cô? Dạ. Ngày mai cũng đông nữa hả? Ngày 15 á. Ồ, ngày nay ngày 1 mà đông quá trời đông luôn. Ồ. Phật tử vô đông quá. Đó, cô chú anh chị xem. Đó, mấy cô đi chùa này rất đông luôn nè. Đây, bên này có tơ mấy tượng Bồ Tát nè. Mấy tượng này để cho Phật tử thỉnh về thờ đó. Không quen vào trong hả? Anh mình vào trong đi. Thật sự hôm nay là Tuấn thấy khi tới đây rất là đông. Đây, cô chú anh chị xem nè. Đó, bạn Trinh ngỡ ngàng luôn. Vậy là cái những cái hình ảnh mà đưa trên YouTube là không phải sự thật rồi. Mình vô đây mình mới thấy là sự thật là khác nha. Đó, đây là những bức tranh vẽ nè. Vậy mà mình lên trên YouTube mình lại thấy là vắng. Nhưng mà thật ra tới đây mình mới thấy là đông thiệt. Những thư pháp đẹp quá. Bạn Trinh xem lại cái này coi sao nó mờ vậy. Nhìn, nhìn hai cái khác không? Sao cũng bạn mờ vậy? Thật sự thì tới đây bạn Trinh thấy sao? Dạ. Bạn Trinh thấy tới đây sao? Em thấy là ở chùa Pháp thì rất là đông nha. Mọi người đến rất là đông. Không phải giống như trên YouTube quay đúng không? Đúng rồi, cảm giác đông lắm luôn á. Đông thiệt. Mọi người ta đi từ trong nhà đều đông lắm luôn cả nhà. Xe cộ đồ đầy hết. Dạ. Xung quanh có các bạn trẻ nữa. Đó, các cháu nhỏ nữa. Có những gì nè, đây là thư pháp nè, mấy này là của Hòa thượng Thích Chân Tín nè, vẽ nè, viết này, in ra thư pháp, in ra quá trời thư pháp luôn. Đây những cái bức thư pháp này cũng rất là hay. Đây bên này những cái bức thư pháp. Đẹp quá.
bên kia thì có phòng kinh nữa. Thực sự là Tuấn không thể tin nổi là quá là đông luôn, hết sức tưởng tượng luôn. Cô chú chị xem, quá đông luôn. Tí nữa Tuấn quay thêm. Bên này là có một cái bức tranh của một vị cao tăng Ngộ Chân Tử. Đây là vị cao tăng Ngộ Chân Tử. À đây bạn trẻ là đi tu hả? À, tuyệt vời quá. Vậy làm em đã hưởng duyên ở đây ở chùa mình là bao lâu rồi? Em mới tới giờ có khoảng gần đây. À em làm công quả gần đây thôi hả? À, tuyệt vời quá em nhiều. Rồi cảm ơn em rất là nhiều hả? Cảm ơn em. Pháp danh của em là gì hả? Pháp danh của em là Liên Dương. Hả? Dạ Liên Dương. À bạn Liên Dương. Rồi cảm ơn bạn Liên Dương rất là nhiều. Anh có thể cảm ơn bạn biết thông tin chùa. Đông quá nè, hết chỗ ngồi luôn. Đó, ngồi ở ngoài luôn. Ồ, đây là thư viện sách ha. À. Ở đây ai là trụ trì em? Ở đây hòa thượng nào là trụ trì em? Dạ hiện tại là đại đức Thích Chân Trường. Dạ. Thích còn thầy Thích Chân Tính nữa. Dạ. Còn hòa thượng Thích Chân Tính thì giờ là đạo trưởng trong hội mình. Đạo trưởng. À, cái này là của các thầy viết luôn nha. Dạ. Cái này là của hòa thượng chủ viên và những thầy là người thiết kế hòa thượng. À. Đây là toàn bộ các sách các thầy tự thiết kế và tạo nên những cái công trình Phật pháp rất là hay đó các bạn. Con voi hiếu thảo nè. Dạ, cũng nhiều sách luôn, thắng tiểu, cứu đàn kiến nè, rồi người bị trúng tên. Ồ. À, hay luôn. Ồ, phòng. Đủ các loại sách hết luôn cô chú anh chị, đông vui. Là bạn Trinh được bạn Liên Dương tặng sách nữa nè, tặng sách về đọc nè. Ồ, tuyệt vời không? Ồ, nhiều quá vậy bạn Liên Dương. Nhiều quá vậy? Thôi. Cảm ơn em nhiều. Và à. Nhà ơi, đây là những cuốn sách Trinh được bạn tặng cho nè. Rồi. Nhà. Vô đây tuyệt vời. Cô. Tuyệt vời. Đây cô đem lại. Dạ. Mẹ giới thiệu cho cả nhà con một số cuốn sách bạn tặng cho em luôn nha. Dạ. Dạ đây cả nhà. Đây là hầu như là những cuốn sách mà của các thầy ở chùa Hằng Pháp các thầy làm á, nên là cuốn sách của thầy Chân Tính nói về những gương sáng của Đông Tây. Dạ. Ạ, tuyệt vời quá, hãy tặng cho bộ 10 tập lận ạ. Vậy em rất là thích tập. Rất là tuyệt vời. Dạ. Đây là những bài học của người Phật tử. À, đây. Ờ, bạn Lê Dương tặng quá trời luôn nè. Dạ, này là cuốn dành cho các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ nè, nhiều. Dạ, ha. Tuổi nhỏ ý lớn nè. Chim con chết đói nè. Hầu như bài học nhớ ơn nè. Nhiều ha, hay á. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Dạ. Ở bên kia Tuấn có thấy có một cái phòng thấy tượng Phật rồi tranh Phật nhiều lắm. Bên phía bên kia là dạ, là để cho Phật tử vô thỉnh về thờ đúng không? Dạ. Nè. Phòng phát hành. Dạ. Dạ. Tí qua tham quan bên đó một xíu. Đó là cũng có phát hành những cái quyển sách của chùa. Rồi. Dạ. Sẽ là bán, còn ở đây thì để cho mọi người coi. Rồi, dạ, hay quá. Để cho mọi người. Dạ. Ok. Trời ơi, cảnh tượng quá là đông luôn rồi. Trời ơi. Ô, cô chú anh chị nè. Y như ngày mùng 1 Tết đó. Ờ, đông quá trời đông luôn. Đây bà con đang lấy cơm. Xong họ làm người ta không chịu nói. Ờ, mấy chị mấy chị ở gần đây luôn hả? Đông không? Đó, quá trời đông luôn.
Đây là đang phát cơm. Đây là phát cơm cơm chay á. Ủa chị ơi, chị hỏi mình phát cơm tại chị lấy cho mấy con lớn tuổi nè. Đây, đây rất ngon. Dạ, dạ. Cơm nè, nguyên một xe cơm luôn nè. À, đi phát cơm. Cái xe, xe mình đậu đâu mà quên mất luôn rồi. Rồi. Đông quá đông luôn cô chú anh chị ạ. Quá đông như tết. Dạ, dạ đi. Cơm nè, cảnh tượng nè. Ừ. Oh, chào hai bà cụ. Bà cụ có cái nón đẹp quá. Bà cụ có nón 7 màu. Đây là cái phòng bán các cái tượng Phật, rồi những cái đồ cúng, đủ đồ hết, đồ phong thủy rồi, vòng tay rồi này kia, nguyên một quầy luôn, tượng Phật rồi rất đủ hình luôn, rất đẹp luôn. Đó, các bé thích sưu tầm những chuyện tranh. Ồ, mấy tượng Phật đẹp quá, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát này, Phật Thích Ca Mâu Ni này. Đây, tượng Phật này là có đèn luôn, led luôn cô chú anh chị. Đấy, mấy tượng này về là mình sẽ trưng lên rất là đẹp nè. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát nè, Tam Thánh Phật nè, nhiều không? Đồng, nó là ở đây quá là đồng, cái sức chứa gọi là quá là đồng, khủng khiếp. Hai bên luôn, quá đông luôn cô chú anh chị. Này. Giờ này bà con đang ăn cơm, nghỉ trưa. Ồ, đây là có vòng chuỗi nữa nè, 108 hạt. Ồ, chú chó nhìn cưng quá. Chó đeo luôn hả, đứng luôn hả, hay vậy? Sao đeo nổi hay vậy em? Chanh rờ nó được không? Nó lạ nữa. Nhìn nó giống em bé quá vậy. Nó đứng luôn hả? Hay. Chó đứng ba lô đứng rồi. Đây là những cái vòng chuỗi, đủ loại vòng chuỗi hết. Đây những người đẹp. Rồi đây mấy cái tượng, mấy tượng chú tiểu nhìn đẹp không? Đây là bên chánh điện. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cô chú anh chị thấy tới bất cứ cái chùa nào cũng đều có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Thích Ca Mâu Ni đây. Bà con giờ đang vô lạy lễ Phật chánh điện. Đó, vô lạy lễ Phật. Đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói chung là ở đây là đông ngạt người luôn, không có chỗ mà đứng luôn này, xung quanh này giờ tôi quay này. Xe du lịch này, đậu đây luôn, kín hết luôn. Bây giờ đi ra cũng khó nữa, đông lắm. Đông kín luôn. Ngạt luôn. Thì đây là hôm nay là Tuấn tới quay là cái sự thật thực tế để cho mọi người được biết, cô chú anh chị được biết là thực ra là không phải là ở đây là vắng nha, mà rất là đông. Có nhiều kênh YouTube lên thì nói là vắng, vắng là những ngày ấy thì phải vắng đó, ngày thường đâu ai đâu đi chùa đâu mà không vắng. Mình lên thì mình mới thấy là đúng sự thật là rất là đông luôn. Rất là đông luôn. Bức tranh rất là đẹp. Vô quay. Chú mặc áo nhìn rất là đẹp ha. Chú là mặc một áo rất là đẹp đây. Đủ màu hết. Đây đằng sau có hình của thầy Thích Minh Tuệ luôn. Chú ở gần đây không chú? Quận 12 á. Chú nhìn giống tráng sĩ quá ha. Tráng sĩ bên Việt Nam Cộng Hòa quá ha. Đội cái nón. Hai cô chú mặc bộ đồ giống nhau luôn.
Nhìn rất là vui vẻ ha. Ủa cái áo này mình mua ở đâu chú? Đặt trên mạng hả? Áo đẹp quá. Đó. Chú đi chùa Hoàng Pháp nhiều lần chưa? Hai vợ chồng mặc đồ giống nhau luôn. À, mặc đồ giống nhau luôn nha cô chú anh chị. Nhìn chú giống tráng sĩ quá. Rất là thú vị khi đến chùa, mà chùa này thì rất là thoải mái, quay phim thoải mái, không có cấm gì hết đó, mà đông lắm, đông vui. À, không phải như những lời đồn là cấm quay phim này kia. Đúng, sự thật là như thế. Chùa là phải quay phim tự do chứ, ai mà cấm đúng không chú? Dạ. Phải cảnh đẹp cho người ta coi. Còn này kia. Mình đâu có làm cái gì sai trái đâu, cấm. Dạ đúng rồi chú. Chú nói hay lắm. Nhưng mà chú có thể nêu cảm nghĩ tại sao chú lại thích cái áo này không? Này có cái hai chai nước suối nè, có cái nồi cơm điện nè. Cái này là, thì mình thấy người ta mặc thôi. Còn nói chung là tại vì mình thấy ông Minh Tuệ, sư Minh Tuệ thì cũng là một người tu chân chính. Dạ. Mình thấy nó mặc được thì mình mặc. Hay ha. Dạ, đó cái nồi cơm điện mà có hai chai nước suối nữa. Đó. Dạ, tuyệt vời. Áo của chú mặc cả nhà ơi. Rất là đặc biệt. Mình ra một vị sư mà tu mà không lấy tiền để mà không thì cũng vừa này rồi là có. Rất là hiếm luôn. Tuyệt vời chú ha. Chú coi cũng nhiều video về thầy. Thực là tới đây rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. À, khung cảnh xung quanh rất là bình yên và vui. Trong những ngày tháng ế ẩm hàng hóa không có, mình đi những cái nơi này cảm thấy rất là vui. Rồi tới khi có công việc rồi đi miết rồi không có thời gian nghỉ luôn á. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Rồi giờ cũng dài rồi, clip khá dài rồi, giờ tôi đi về thôi. Rồi xin chào cả nhà. Cô chú gì? Rồi, cô chú rồi được rồi. Rồi ok. Rồi.